Hôm nay là cái hoạt động kiểm kho tuần thứ ba của các bạn cộng tác viên của hành trình tử tế. Thì mời mọi người theo chân mình vào xem các bạn làm gì nha. Bánh kẹo để mà phần thưởng cho các bạn trong khi mà chơi trò chơi. Còn đây là mấy bạn đang kiểm đếm để chuẩn bị mình đem về cái kho tổng ở bên kia. Đồ mà trước khi mình đem vô kho tổng là phải kiểm đếm lại hết để số lượng, rồi mình mới thống kê ra là còn thiếu cái gì, rồi cái nào đủ, cái nào chưa đủ, rồi mình tiếp tục mình kêu gọi cho tầng thứ tư. Bây giờ là mình đang chuyển kho, chuyển vật tư từ cái kho tạm ở đây qua cái kho tổng bên này. Thì chút xíu mình sẽ dẫn mọi người qua cái kho tổng bên kia ha. Sau khi chất đồ lên xe xong thì mấy anh em di chuyển qua kho nè. Này là cái kho tổng. Lần này là hành trình càng thay nhiều tập luôn, là hơn 6.000 cuốn tập. Do cái đợt này là quy mô của hành trình là cực kỳ lớn luôn, là hơn 1.000 em học sinh, rồi 164 phần quà cho các hộ dân khó khăn á, cho nên là cái lượng tập nè, tập viết, rồi các loại đồ dùng học tập á, với lại một số nhu yếu phẩm là khủng khiếp. Đây là cái kho tập của hành trình nè, rồi mời mọi người theo chân mình xem cái kho của nhu yếu phẩm nha. Lượng mì gói, rồi nước tương, nước mắm, dầu ăn, với lại sữa, bánh kẹo cho mấy bạn là cực kỳ nhiều luôn. Này là còn nữa đó nha, tầng này là mới tầng thứ ba thôi đó, còn thêm một tầng nữa thì chắc là sẽ full cái kho này luôn á. Còn đây là cái cửa hàng xe đạp nha, cửa hàng xe đạp không đồng á, dành cho mấy bạn nhỏ của xã Quang Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 chiếc xe đạp, nhưng mà có một chiếc bên này là để đấu giá gây quỹ, còn 8 chiếc này là sẽ cho các bạn nhỏ. Còn khu này là khu của bông, thì đây chỉ là một phần nhỏ thôi nha, một phần nhỏ này chỉ tầm chừng vài trăm mấy con gấu bông nhỏ thôi. Còn hiện tại là khoảng 400-500 con gấu bông nó chuẩn bị tập kết về kho này. Chốt lại, kết thúc tuần thứ ba này thì các loại dụng cụ học tập và các loại nhu yếu phẩm đã quyên góp đủ, cho nên là hành trình sẽ không có nhận thêm, nhưng vẫn còn thiếu một số thứ như là 2.000 cái bánh trung thu, các loại bánh ngọt, các loại snack, các loại kẹo, hoặc là các loại nước trái cây, các loại sữa, các loại nước uống đóng chai, các loại bánh và các loại nước này thì sẽ được làm phần quà, phần thưởng. Khi mà các bé chơi các trò chơi trong chương trình có tới 6 trò chơi lần, các bé sẽ được chơi 3 trong 6 trò, cho nên là số lượng phần quà là cực kỳ khủng khiếp luôn. Bên cạnh đó thì hành trình cũng đang ráo riết để chuẩn bị cho cái show nhạc tử tế. Thì đây là một cái show nhạc gây quỹ, 100% lợi nhuận thì sẽ đưa vào quỹ của hành trình tử tế. Mọi người hãy quét mã QR hoặc là bấm vào link để mà điền thông tin đăng ký vé tham gia nha.